Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì hôm nay Samsung đã chính thức ra mắt bộ đôi Samsung Galaxy S9 cũng như là Galaxy S9 Plus. Và vừa rồi thì mình vừa mới so sánh giữa Galaxy S9 với Galaxy S8. Thì bây giờ mình sẽ so sánh giữa Galaxy S9 Plus với cả Galaxy Note 8 đi. Để xem là Galaxy S9 Plus với cả Galaxy Note 8 thì nó có những điểm gì khác biệt nhé. Bởi vì là bây giờ thì chúng ta cũng đang phân vân là có nên nâng cấp từ Galaxy Note 8 lên là Galaxy S9 Plus hay không. Còn tất nhiên nếu mà các bạn hỏi rằng là có đáng nâng cấp từ Galaxy S8 Plus lên Galaxy S9 Plus hay không thì chắc chắn rồi, bởi vì Galaxy S9 Plus thì gần như là nó hơn tất cả so với cả Galaxy S8 Plus. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh S9 Plus với cả Note 8 đấy, thì để xem là những cái sự khác biệt thì nó sẽ là cái gì. Thì đầu tiên, khác biệt chắc chắn đầu tiên sẽ là về cây bút rồi. S9 Plus sẽ không có cây bút, còn Note 8 là sẽ có cây bút. Thì đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cái dòng này đã. Tiếp theo là về mặt thiết kế thì Galaxy S9 Plus sẽ nhỏ hơn một chút xíu so với cả Galaxy Note 8 và nó cũng nhẹ hơn một chút. Và cái điểm khác biệt nữa đó là Galaxy Note 8 thì nó vẫn vuông vức hơn một chút so với cả Galaxy S9. Và cái camera ở cái phía sau ấy thì đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất. Khi mà camera phía sau của Galaxy S9 Plus năm nay nó đã để đặt dọc thay vì đặt ngang vô duyên giống như là trên Galaxy Note 8. Và cái cụm cảm biến vân tay thì nó cũng được đặt theo chiều dọc thay vì đặt cạnh lệch ở phía bên theo cái chiều ngang giống như là ở trên Galaxy Note 8. Và đúng thật là nếu mà nhìn cái cụm camera đặt dọc của Galaxy S9 Plus thì nhìn nó đã cân đối hơn rất nhiều so với cả chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 rồi. Thì đấy là cái điểm khác biệt lớn nhất về mặt thiết kế, chủ yếu là mặt sau thôi. Về màn hình ấy thì Galaxy S9 Plus vẫn nhỏ hơn một tí so với cả Galaxy Note 8 khi mà nó sở hữu màn hình với kích thước là 6,2 inch, so với cả 6,3 inch thì nó bé hơn là khoảng 0,1 inch. Và nó vẫn là cái màn hình tỷ lệ là 18:5:9 này, vẫn là màn hình 2K cộng Super AMOLED và vẫn là kính cường lực Gorilla Glass 5. Có chăng khác biệt chỉ là về cái kích thước màn hình thôi, nhưng mà khác biệt nó không quá lớn đâu. Về mặt hiệu năng ấy thì đây sẽ là cái điểm khác biệt lớn này. Hai cái sở này thì đều có 6GB RAM, nhưng mà Galaxy S9 Plus sẽ có con chip Snapdragon 845 hoặc là con chip Exynos 9810 thay vì con chip Snapdragon 835 cũng như là con chip Exynos 8895 như ở trên Galaxy Note 8. Thì đây là cái điểm khác biệt rất là lớn này. Và chính vì có một cái hiệu năng nó khác biệt như vậy nên là năm nay Samsung Galaxy S9 Plus đã có thể quay video ở 960 khung hình trên giây với độ phân giải là HD và có thể quay được video 4K với 60 khung hình trên giây. Và vẫn nói về camera thì camera của Galaxy S9 Plus là cái camera đầu tiên có thể thay đổi được khẩu độ, khi mà nó có thể thay đổi được khẩu độ từ f1.5 lên đến f2.4. Thì đây là cái điểm khác biệt so với cả camera của Galaxy Note 8, khi mà camera của Galaxy Note 8 nó fix cứng cái khẩu độ là f1.7. Thì với cái khẩu độ mở lớn nhất là f1.5 ấy thì cái camera của Galaxy S9 Plus nó sẽ thu sáng tốt hơn khoảng 28% so với cả camera của Galaxy Note 8. Và cái công nghệ lấy nét nhanh thì nó cũng là cái công nghệ lấy nét nhanh thế hệ thứ 2, Dual Pixel thế hệ thứ 2, và nó sẽ lấy nét nhanh tốt hơn cũng như là chính xác hơn và cải thiện giảm nhiễu đa khung hình so với cả Galaxy Note 8. Còn cái camera kép thứ 2 ấy thì nó vẫn là cái camera có khẩu độ là f2.4, 12MP và có cái tiêu cự là 52mm. Thì cái camera thứ hai của hai cái sản phẩm này thì hoạt động khá là tương tự nhau, thì nó đều là cái camera tele có thể giúp các bạn zoom lên không bị vỡ hình, zoom lên 2x không bị vỡ hình, cũng như là cái camera này nó sẽ giúp các bạn chụp ảnh xóa phông trở nên tốt hơn, chụp ảnh chân dung tốt hơn. Camera trước thì vẫn là 8MP nhưng mà cái khẩu độ mở trên Galaxy S9 Plus nó đã lớn hơn khi mà nó có khẩu độ mở là f1.6 thay vì là f1.7 như là trên Galaxy Note 8. Và cái camera thì nó có thêm cái chức năng vui vẻ, đó là cái tính năng AR Emoji. Thì cái tính năng này nó là cái tính năng giúp các bạn có thể quét cái khuôn mặt, thế xong sau đó thì ghép lên các cái hình để tạo nhân vật nhìn rất là vui vẻ. Thì cái tính năng này khá là giống như ở trên iPhone 10 cũng như là ở trên những chiếc điện thoại flagship của Sony. Thì đây là cái tính năng bổ trợ thêm thôi, chứ còn chủ yếu là khác biệt về mặt quay video, đó là quay video 4K với 60 khung hình trên giây cũng như là quay chậm slow motion 960 khung trên giây. Và cái khả năng thay đổi được cái khẩu độ thì đấy là những cái điểm khác biệt lớn về camera. Còn về pin ý, thì pin của S9 Plus là 3500 so với cả viên pin 3300 ở trên Galaxy Note 8. Và Galaxy S9 Plus thì nó cũng sẽ có loa kép với công nghệ loa Dolby thì cũng sẽ giúp cho những trải nghiệm âm thanh của các bạn trở nên tốt hơn. Vậy thì tóm gọn lại những điểm khác biệt lớn nhất giữa hai cái sản phẩm này. Thứ nhất là khác biệt về mặt hiệu năng.
Thứ hai là khác biệt về mặt camera, có thể thay đổi được khẩu độ. Đấy, và thứ ba nữa là khác biệt về cái mặt cây bút. Đấy thì theo các bạn, chúng ta có nên đánh đổi cái cây bút để lấy một cái hiệu năng tốt hơn, cũng như là lấy một cái camera tốt hơn và cái viên pin với một cái dung lượng nó cao hơn hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.